Bình Định, bàn giao 3 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển. Khi đến vùng biển tỉnh Bình Định, cách bờ biển xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ khoảng 20 hải lý về hướng đông bắc thì xà lan Nan Giang bị đứt cáp và chìm. 3 thuyền viên Trung Quốc được cứu nạn. Chiều ngày 20 tháng 12, tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Bình Định tổ chức bàn giao 3 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển cho đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trimarine trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, lúc 15 giờ ngày 14 tháng 12, tàu kéo Ninh 2 TOU 6001 quốc tịch Trung Quốc hành trình từ cảng Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đi Trung Quốc kéo theo xà lan Nan Giang. Trên xà lan có 3 người quốc tịch Trung Quốc. Khi đến vùng biển tỉnh Bình Định, cách bờ biển xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ khoảng 20 hải lý về hướng đông bắc thì xà lan bị đứt cáp và chìm. Tàu kéo Ninh 2 TOU 6001 không phát tín hiệu cứu nạn mà chỉ phát thông báo cho đại lý tàu tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều động tàu Bình An ra hỗ trợ cứu hộ. Đến ngày 15 tháng 12, tàu Bình An đã tiếp cận khu vực xà lan bị chìm và cứu vớt được 3 thuyền viên người Trung Quốc lên tàu. Sau đó, tàu Bình An chạy về Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để tránh trú bão số 9. Ngày 17 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn Trimarine, đại diện của 3 thuyền viên người Trung Quốc trình báo với cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đưa 3 thuyền viên gặp nạn này vào bờ để cách ly phòng chống COVID-19. Đến 14 giờ ngày 20 tháng 12, tàu Bình An chở 3 thuyền viên gặp nạn đến neo tại khu vực phao số 3 cảng Quy Nhơn. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã cử phương tiện ra tiếp nhận và đưa 3 thuyền viên Trung Quốc vào trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn chăm sóc sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của 3 thuyền viên đều ổn định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và các bên liên quan đã tiến hành làm thủ tục bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Trimarine đưa 3 thuyền viên Trung Quốc đi cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại khách sạn Bình Dương, thành phố Quy Nhơn. Sau khi hoàn thành cách ly y tế theo quy định, 3 thuyền viên sẽ được làm thủ tục hồi hương về Trung Quốc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!